chưa từng thấy một cái nhà 100... trẻ nào mà nó lại tuyệt vời như này của bên một cái đạo dòng Thiên Chúa giáo. Ôi trẻ con nó vào đây nó vô cùng hạnh phúc và rộng rãi và mát mẻ các bạn ạ. Đây là cây cây lan nhá, cây ngọc lan này, lạ hoa nó rơi xuống này này. Kia là một sơ, một cái vị sơ của ông phụ trách ở đây. Làm việc ở đây đều là sơ đấy. Mà đều là sơ hết nhưng mà là không mặc là không mặc bộ trang phục vào trừ khi ra lên lễ thôi, còn bình thường mặc như chúng ta mà làm 70 sơ mà làm được những công việc vĩ đại. Chỗ này là nhà trẻ rất là vĩ đại, rộng lớn, các cháu tha hồ được đi chơi những cái khu vườn như là cổ tích. Thứ hai là trong lại còn có cái khu đất trồng để làm trồng thuốc, cây thuốc để vào. Trong này có một cái bệnh viện. Mình đi sang bên kia ở trong tu viện cũng có bệnh viện. Bây giờ về đây cũng lại tu viện, chủng viện này là có bệnh viện. Mà cái khu đất này rộng mênh mông và họ làm những việc cực kỳ hữu ích cho nhân loại. Này, làm những việc cực kỳ hữu ích cho bà tánh. Tức là làm việc thực tế. Hay lắm. Quá quá hay, hay lắm. Tớ thích lắm. Tớ thích cái mô hình làm việc kiểu này lắm. Thật tôi già rồi chứ mình không già rồi mình cũng dễ làm những cái việc này lắm. Nó đúng cái ý của mình. Này, trẻ con nó được chơi một cái sân rộng mênh mông này sướng không? Mà cái sơ này đẹp thế. Sơ này đẹp lắm. Da đẹp, hiền hậu, răng đẹp, tai đẹp. Tuyệt vời. Đấy, được chơi này. Các cái khu vui chơi cho các cháu này, đầy đủ tiện nghi. Ở thành phố Hà Nội chẳng có một cái nhà trẻ nào nó tuyệt vời được như này đâu. Không khí trong lành. Ôi trời ơi. Không thể nào có được. Bên kia là các cơ sở ở nhá, xong là đến một cái bệnh viện to đùng nhá, Đông Tây Y kết hợp. Còn đây là đang xây một cái khu để ngắm nguyện gì đấy.